Vừa qua một vụ sát hại người tình đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, điều đáng nói trong vụ việc này là sau khi đoạt mạng người tình, nam thanh niên còn đăng dòng trạng thái vĩnh biệt, thậm chí buông lời trách móc nạn nhân trên mạng xã hội Facebook. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra án mạng xảy ra tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 15 ngày 15 tháng 6. Khi đó, người dân thấy Dương Văn Công, sinh năm 1985, trú tại thành phố Thái Nguyên, to tiếng với chị Nguyễn Thị Nờ, sinh năm 1982, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ. Sau đó, chị Nờ bị công sát hại bên lề đường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, công đã đến cơ quan công an tự thú và khai sự việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Trước khi gây án, công thường xuyên đăng hình ảnh nạn nhân lên Facebook kèm lời lẽ ngon ngọt ít e phút sau khi gây án nghi phạm đăng dòng trạng thái với nội dung vĩnh biệt và có hàm ý trách móc người tình theo nhân chứng khi xảy ra cái vã công chất vấn chị n tại sao anh ta gọi điện thoại lại không nghe có chị n nói rằng phải đi giao sữa gấp nên không thể nghe điện thoại nạn nhân cũng giải thích việc đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống sau đó công đã xuống tay sát hại người tình yêu đương ngon ngọt, ngọt cũng đăng lên mạng xã hội sát hại nhau cũng lên báo cho các bạn mạng một tiếng các thanh niên đang bị phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội mà quên mất chúng ta cần bao dung và thông cảm cho nhau trong đời thực. Thay vì trao đổi và bình tĩnh xử lý khi cái vã, những thanh niên như công không đủ tỉnh táo để lường trước hậu quả từ hành vi bốc đồng của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra theo quy định, và dù tội ác của công có phải chịu hình phạt thích đáng đi chăng nữa, vẫn có một người con gái không thể trở về nhà.